Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một bộ phim tâm lý tình cảm. Bộ phim có tên Ám ảnh dục vọng, được ví như sắc giới phiên bản Hàn Quốc. Lấy bối cảnh hậu chiến tranh năm 1969 tại Hàn Quốc, nhiều quân nhân trở về sau khi tham chiến tại Việt Nam và đại tá Kim Jin Pyeong cũng là một trong số đó. Sau khi trở về, anh bị chấn thương tâm lý và rối loạn thần kinh do những ám ảnh từ cuộc chiến quá khốc liệt và tàn bạo. Những cơn mê sảng thỉnh thoảng xuất hiện và sang chấn tâm lý khiến anh mất kiềm chế mỗi khi nghe đến hai từ Việt Cộng. Đã vậy, anh còn mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân không tình yêu với chị Ly, một người phụ nữ hài hước, phù phiếm, cảm tính và luôn đau đáu trong đầu vấn đề có con. Cô có một hội chị em bạn gì là vợ các quân nhân sống trong cùng khu nhà quân đội. Họ cùng sinh hoạt, lập hội uống trà, ăn bánh và tám chuyện. Chính vì sự nhiều chuyện của hội chị em này mà chị Ly tình cờ đã giới thiệu chồng mình với Gahim, một cô gái gốc Hoa xinh đẹp. Do chiến tranh, cha của cô dẫn gia đình bỏ trốn sang Hàn Quốc, nhưng lại mắc bệnh nặng và chết trên núi. Mẹ cô bỏ đi để cô trở thành trẻ mồ côi. Gahim với bản tính kiệm lời nhưng lại sống có chiều sâu, ở cô gái xinh đẹp này luôn cất giấu trong mình một tâm hồn khao khát tự do và mong muốn được giải thoát khỏi cuộc sống đầy bế tắc của hiện tại. Vì vậy mà cô đã thu hút được đại tá Kim. Đại tá Kim và vợ kết hôn nhiều năm, nhưng mãi vẫn chưa có con. Các vị phu nhân khác thì sớm đã con cái đề huề rồi. Do đó chị Ly vô cùng lo lắng. Dùng que thử thì biết hôm nay là ngày bắt đầu kỳ rụng trứng. Liền kéo chồng lên giường xúc than. Xong việc chị Ly ngủ thiếp đi. Đại tá Kim thì một mình ra ngoài hút thuốc giải khuây. Anh ấy cứ đi vòng quanh trong vườn. Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động lạ. Thế là anh đi về hướng phát ra tiếng động. Trước cửa nhà phát hiện ra có vài chiếc lồng chim kêu chi chi cha cha liên tục. Đại tá Kim thấy ngộ nghĩnh liền thổi một hơi thuốc vào trong lồng chim. Bỗng nhiên lúc này đằng sau lưng có một người ngăn cản anh ta lại. Đại tá Kim vừa quay đầu lại nhìn. Ôi trời, một cô gái dung mạo xuất chúng nhưng lại mang dáng vẻ sầu muộn đang đứng sau lưng anh. Cô gái tiến lên phía trước hỏi anh ghét chim à? Đại tá Kim có chút ngượng ngùng và giải thích chỉ là thấy có chút thú vị thôi. Có nói với anh thú vị thì anh tự về nhà mà chơi của mình ấy. Nói rồi cô gái liền vào trong nhà. Đại tá Kim đối diện với cô gái đột nhiên xuất hiện này đã bị thu hút. Nếu so sánh cô ấy với những vị phu nhân phấn son lòe loẹt khác thì giống như một bông hoa sen thoát tục. Nhưng một bông hoa sen đẹp như này lại cắm vào bãi phân châu nào nhỉ? Ngày hôm sau, vì muốn tuyên truyền cho bộ phận hậu cần, chị Ly liền triệu tập một số phụ nữ đến từ khoa giáo dục tuyên truyền và chụp ảnh cùng nhau. Đại tá Kim vừa nhìn, ở đây không phải là cô gái tối qua hay sao? Chị Ly giới thiệu với mọi người, đây là Gahim, là vợ cấp dưới mới của anh ta, vừa được tuyên truyền từ nơi khác đến. Đại tá Kim và Gahim dưới sự giới thiệu của chị Ly cũng gật đầu tỏ ý chào hỏi, nhưng không hề nhắc đến việc tối qua tình cờ đã gặp mặt. Nếu như tôi đoán không nhầm, hai người này đã nảy sinh những tình cảm khác lạ rồi. Nhưng chị Ly thì lại hoàn toàn không biết. Người tốt bụng như cô cảm thấy Gahim thường có dáng vẻ buồn bã cô độc, thế là hay kéo cô ấy cùng nói chuyện. Đúng lúc này bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh tự nhiên nổi điên, cầm ngay một con dao muốn bắt cóc chị Ly. Gahim nhìn thấy liền nhanh tay nhanh mắt cứu được cô ấy, nhưng bản thân lại bị tóm. Đại tá Kim thấy vậy liền tiến lên phía trước. Ái cha, động vào vợ ta thì được chứ động vào cô gái nhỏ kia thì không được nhá. Thế là anh lao về phía đó cứu Gahim. Trong lúc giằng co, bệnh nhân đó vô tình nổ súng bắn trúng cô ấy. Đại tá Kim sau khi chế ngự được tên bệnh nhân, vội vàng ôm lấy Gahim hỏi han cô không sao chứ. Gahim thì lại chả quan tâm gì đến vết thương của mình, chỉ quan tâm khuyên tai của mình đâu. Ngày hôm sau đại tá Kim đem hoa tươi đến bệnh viện thăm Gahim. Cô ấy dựa vào cửa sổ nói hoa này đẹp thật, nhưng không có bình hoa thì rất nhanh sẽ tàn lụi. Thế là đại tá Kim vội chạy đến văn phòng của bệnh viện tìm một hộp cơm không gì, sau đó đích thân đi cắt tỉa cành hoa và cắm ở đầu giường của Gahim. Đại tá Kim liền mở ra một lon đồ ăn. Gahim liền ngượng ngùng hỏi anh làm sao biết cô thích ăn đồ hộp. Sau đó đại tá Kim lại từ trong túi lấy ra một bọc giấy nhỏ. Ở trong bọc đó chính là chiếc hoa tai hôm trước cô làm rơi. Gahim rất vui sướng nhờ anh có thể đeo giúp cô không. Đại tá Kim hơi sững người, miệng thì nói như thế có vẻ không ổn nhỉ, nhưng lại cầm lấy chiếc hoa tai và tiến lại gần. Sau đó vén một bên tóc của cô lên, chạm nhẹ vào tai, đích thân đeo hoa tai cho cô. Gahim lại nói, hình ảnh hôm qua lúc anh cứu cô thật sự là khiến người ta mê mẩn. U là trời, cái cô gái này cứ khiêu khích đại tá Kim khiến anh vội nói không có, không có gì. Vài ngày sau đó, đại tá Kim đã hồn vía điên đảo. Nhắm mắt cũng là Gahim, mở mắt cũng là Gahim, nhìn ai cũng giống Gahim. Đến cạo râu cũng cảm thấy cô ấy đang âu yếm yêu thương mình. Hôm đó chồng của Gahim là Ho Jin vì muốn lấy lòng đại tá Kim đã mời vợ chồng anh đi dã ngoại. Đại tá Kim ngày bình thường là người không thích náo nhiệt, thế nhưng vừa nghe có thể gặp mặt Gahim, liền vội vã đồng ý. Đến chỗ dã ngoại đại tá Kim chỉ hút thuốc mà không nói gì. Gahim thì chỉ cúi đầu gọt hoa quả.
chỉ có Hồ Jin và chị Ly hai người thì nói hết chuyện này đến chuyện khác. Hồ Jin nói muốn đi ra xe lấy bia. Chị Ly cũng đột nhiên nói muốn đi vệ sinh. Thế là chỉ còn lại hai người ở đây. Cuối cùng cũng đã không còn người khác. Ga Hin cắt cho anh một miếng đào và nói, người hút nhiều thuốc nên ăn nhiều đào sẽ tốt cho sức khỏe đấy. Đại tá Kim, người vốn dĩ coi thuốc như mạng sống, sau khi nghe thấy thế liền dập ngay thuốc, vội vàng đỡ lấy miếng đào và cắn từng miếng to. Sau đó Ga Hin lại ngại ngùng nói tiếp, thật là kỳ lạ, sao cô cứ toàn nghĩ về ngày hôm đó ở bệnh viện anh mua hoa cho cô, và còn chính tay đeo hoa tai cho cô, và còn rút đồ hộp cho tôi ăn. Cô cảm thấy rất vui, đó là một cảm giác vui sướng rất khó tả. Và những ngày sau đó, sau khi thức dậy khi nghĩ đến cô còn ngồi cười một mình nữa cơ. Đại tá Kim thì cúi đầu xuống cố kìm hồi lâu rồi mới nói, anh cũng thế, anh cũng nhớ cô. Anh nhớ cô đến mức muốn ngủ. Ga Hin nghe thấy thế, biết rằng đến lúc cả hai cần phải tặng cho đối phương một vật hẹn ước rồi. Thế là cô ấy liền cầm chiếc bật lửa của đại tá Kim lên và nói, ôi hoa văn trên chiếc bật lửa này thật đẹp, mua ở đâu thế? Đại tá Kim liền nói, có thích không tặng cho em đấy. Sau đó liền lấy bật lửa để vào trong ví của Ga Hin. Thế là cũng đã đến lúc rồi. Cảm giác lôi cuốn cũng càng lúc càng mãnh liệt rồi. Nhưng giờ đang là ban ngày cũng không phù hợp nhỉ. Thế là hai người cố gắng kiềm chế trái tim đang thổn thức và ngồi yên ngoan ngoãn tại đó. Vài ngày sau đó, đại tá Kim đã chủ động mời Hồ Jin cùng đánh bóng chỉ vì muốn nhìn Ga Hin nhiều hơn chút. Đại tá Kim còn tìm cách khai thác những sở thích của cô từ chỗ Hồ Jin. Hồ Jin thì tường tận kể hết cho anh nghe. Thế nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc, cái người thao túng phía sau việc Ga Hin tìm cách quyến rũ đại tá Kim có phải chính là Hồ Jin? Ôi cái người nhìn có vẻ ngốc nghếch kia. Bởi vì ai mà chả nhìn thấy vợ của anh và đại tá Kim ánh mắt nhìn nhau có bình thường đâu. Anh không thấy ngứa đầu không chứ, tôi thấy chiếc sừng trên đầu anh đang nhú rồi đấy. Quả nhiên vào một buổi dạ hội long trọng, tất cả toàn bộ lãnh đạo cấp cao trong bộ đội đều đến tham dự. Hồ Jin còn may riêng cho Ga Hin một chiếc váy màu đỏ khoét lưng và đến tỏ ra ân cần với tổng tư lệnh. Tổng tư lệnh nhìn thấy mắt cũng hoa hết lên. Thế là chủ động mời Ga Hin nhảy một điệu. Ga Hin thì cũng không tình nguyện cho lắm. Hồ Jin lại ở bên xúi giục nói, không có chuyện gì, coi như cô giúp anh ta đi, nhảy một điệu thôi có gì đâu. Nhưng đại tá Kim ở bên cạnh lại không thể nhìn được nữa. Đường đường năm nhi bảy thước, tay cầm súng trường dài nửa thước, há có thể nhẫn nhịn người tình bé nhỏ của mình bị đám lão già sờ mó. Thế là anh ấy liền trái ý của tư lệnh, chủ động lên trên sân khấu mời một người bạn nhảy cùng mình biểu diễn. Tất cả những điều này Ga Hin đều nhìn thấy hết. Cô ấy biết rằng đại tá Kim là vì sợ mình bị người khác sàm sỡ, nhưng cô lại sợ anh ấy cứ làm loạn lên như thế sẽ bị tư lệnh trách phạt. Thế là cô liền chủ động mời tư lệnh nhảy một bản. Đại tá Kim nhìn thấy cảm thấy rất hụt hẫng. Thế là anh ấy vào phòng vệ sinh một mình tự an ủi, không phải anh không được mà vì thực lực không cho phép. Nhưng đúng lúc này Ga Hin bỗng đẩy cửa đi vào. Cô ấy tay trái nắm lấy cổ tay phải, dừng ở đó lấy chân đá mặt sàn. Hai người cứ thế im lặng hồi lâu. Ga Hin từ từ đi đến chỗ anh. Hai người không thể tiếp tục kìm được sự thúc giục của con tim, ôm chầm lấy nhau vồ vập. Bỗng vào lúc này có tiếng đẩy cửa làm gián đoạn hai người. Ga Hin chỉ còn cách nhẹ nhàng rời đi. Ngày hôm sau không biết rằng Hồ Jin thật sự ngốc nghếch, hay là chị Ly vợ của đại tá Kim mắt mờ. Hai gia đình lại tụ họp ăn cơm. Nếu nói Hồ Jin không phải cố tình tôi thật sự không tin. Bốn người đang ăn cơm vui vẻ, anh ta cứ cố sức kéo chị Ly sang một bên xem bình đun nước nóng. Tôi thấy đúng là hiếm gặp. Bình đun nước nóng thì có gì mà phải xem. Khi bọn họ đứng lì ở đó khoảng 5 đến 7 phút. Biết trong 5 đến 7 phút đó Ga Hin và đại tá Kim đã phát sinh chuyện gì không? Hai người này đã dùng giấy viết thư qua lại, hẹn ngày mai đến bên ngoài giáo đường lén lút gặp mặt. Ngày thứ hai trời đổ mưa to, Ga Hin mặc áo dài tay cầm ô đến nơi hẹn. Đại tá Kim cũng ở đó đợi chờ rất lâu. Sau đó Ga Hin đã lên xe của anh ta. Đại tá Kim liền lái xe đưa cô ấy đi. Xe thì là xe tốt, nhưng lái có tử tế hay không thì tôi cũng chả cần kể tường tận làm gì nữa. Tóm lại đoạn này tổng cộng 7 phút 13 giây. Những ai muốn học lái xe thì tự mình download nhé. Rất nhanh, mưa ngừng rơi gió cũng ngừng thổi. Tiếp tục lái xe như thế không ổn. Thế là hai người đã kết thúc kỳ lái xe dã ngoại tại đây. Những người đàn ông ăn vụng đều giống nhau, có được một lần lại muốn có lần thứ hai. Thế là đại tá Kim liền tìm cách tính toán làm thế nào để cho chồng của Ga Hin biến mất. Nhưng dù gì anh ta cũng là người tử tế, hạ độc các kiểu thì không dám. Thế là anh ta gọi điện cho cấp trên để bạt cho Hồ Jin đi công tác tại Seoul. Hồ Jin biết tin vui sướng cười không ngậm được mồm, khoe với vợ, vợ ơi, người làm chồng như anh phải vào kinh thành rồi, đây là cơ hội vô cùng tốt. Nhưng nói đi nói lại cũng phải cảm ơn đại ca đại tá Kim, cũng may nhờ anh ấy ra sức tiến cử, lần công tác này của anh chắc cũng phải vài hôm. Nói rồi Hồ Jin một thân mặc quần áo xanh, đầu đội mũ xanh biểu hiện bị cắm sừng, rất vui vẻ rời khỏi nhà.
Hồ Jin vừa rời đi, đại tá Kim đã vội vã đi đến. Nhưng gõ nửa ngày, Ga Hin đứng ở bên trong cửa cũng không chịu mở. Đúng là cao thủ. Đây thực sự là cao thủ. Muốn từ chối nhưng vẫn đón chờ mới là làm cho người ta không thể từ bỏ. Đại tá Kim nói chỉ vào ngồi chút thôi, sẽ không làm gì. Ga Hin là người thừa hiểu. Cô ấy biết anh đang cố tình để Hu Jin cách xa cô. Cô ấy cũng biết mình có tình cảm với anh. Nhưng cứ tiếp tục như thế thì không đúng. Vì suy cho cùng đây là việc làm trái với luân thường đạo lý. Một việc mà luôn phải giấu giếm. Thế là cô ấy chỉ khẽ mở một khe nhỏ nói. Giờ này bản thân đang rất bối rối. Cô ấy cần thời gian suy nghĩ. Sau đó đem bật lửa trả cho đại tá Kim. Đại tá Kim sau khi về nhà lo lắng đến đứng ngồi không yên. Trong tâm trí không lúc nào không mơ tưởng về hình ảnh Ga Hin. Anh ấy khó khăn lắm mới tìm ra cách để đuổi khéo Hồ Jin và vợ của mình đi khỏi. Thế mà giờ này lại cô độc ngồi một mình trong phòng. Anh ấy không muốn như vậy. Thế là đêm hôm đó, anh lại gõ cửa nhà Ga Hin. Hai người lại ngồi quanh bàn ăn và lại trải qua một đoạn nói chuyện ngắn gọn nhưng mạnh mẽ. Đến bên giường của Ga Hin, đại tá Kim nói anh không nên đến phòng ngủ của cô. Không ngờ Ga Hin lại nói cô thường mơ có thể cùng anh tận hưởng thời gian riêng ở đây. Kể từ đó trở đi, những lần hai người họ cấu kết ngày càng thường xuyên hơn. Bọn họ cùng nhảy điệu van, cùng lái xe, cùng chụp ảnh đôi. Tóm lại là có thể chơi gì đều chơi. Giống như một đôi tình nhân thực thụ và có một tình yêu hoàn toàn bình thường. Hôm đó mẹ của Ga Hin bị bệnh. Đại tá Kim đưa cô ấy vào bệnh viện thì gặp mẹ cô ấy và mẹ chồng. Vừa nhìn họ đã biết hai người có vấn đề. Trước khi rời đi, mẹ chồng nói với Ga Hin, con của bà chỉ là loại không ra gì. Để cô phải lấy nó thật thiệt thòi cho cô. Bà tôn trọng quyết định của cô. Thì ra lúc nhỏ Ga Hin cùng bố mẹ đi tránh nạn. Giữa đường bố thì mất, mẹ thì bị lạc. Cuối cùng cô may mắn được mẹ của Hồ Jin nhận nuôi. Mẹ của Hồ Jin cứ thế coi cô như con và nuôi đến khi trưởng thành. Hồ Jin vào một ngày 13 năm về trước đã cưỡng đoạt cô. Hết cách, mẹ của Hồ Jin đành phải gả cô cho con trai của mình. Xem đi, thân thế của Ga Hin không phải là giống với Phan Kim Liên trong Thủy Hử đến mức kinh ngạc à. Về đến đại điện của doanh trại bộ đội đã là buổi tối rồi. Đại tá Kim nói anh đi cùng cô đến đó. Bọn họ chắc chắn sẽ cảm thấy rất kỳ lạ. Ga Hin nói họ vừa nhìn đã phát hiện ra em yêu anh rồi. Yêu một người sao có thể giấu được chứ? Đại tá Kim liền châm điếu thuốc. Hỏi thế mẹ nói gì? Cô trả lời mẹ nói nếu cô thực sự yêu anh thì để cho cô tự mình quyết định. Mẹ sẽ ủng hộ cô. Ga Hin vừa khóc vừa nhìn đại tá Kim chờ đợi. Cô hỏi mình nên làm gì? Đại tá Kim thì lại không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt tóc của Ga Hin. Ga Hin có chút hụt hẫng. Cô liền xuống xe và nói. Từ nay về sau cô không muốn gặp anh nữa. Cô sẽ cố gắng. Rồi bảo anh cũng cố gắng đừng gặp cô nữa. Hãy coi như là vì cô cũng được. Nói rồi liền đóng cửa xe và rời đi. Từ những ngày sau đó, mỗi một ngày trôi qua đối với đại tá Kim đều vô cùng dằn vặt đau khổ. Anh điên cuồng tập luyện, điên cuồng lật dở đồ đạc. Chỉ muốn tìm chút việc gì đó khiến bản thân có thể quên đi. Anh ấy sắp khiến cho mình phát điên lên rồi. Một ngày bỗng dưng Hồ Jin bị bắt lại. Nói rằng có người lấy tên của anh đi buôn lậu hàng. Hoặc là ngồi tù. Hoặc là đi đến tiền tuyến bên Việt Nam lấy công chuộc tội. Thời hạn là một năm. Mẹ của Hồ Jin vừa nghe đã biết sự việc này có vấn đề. Thế là bà ấy nói với Ga Hin. Việc này bà tin rằng có liên quan đến cô nên cô sẽ có cách. Bà mong cô giúp Hồ Jin. Ga Hin vừa nghe cũng hiểu ra. Cô ấy nghĩ chắc đây là đại tá Kim tìm người làm việc này. Thế là cô đi tìm anh. Chả nói gì chả làm gì. Chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh ấy từ phía sau. Không lâu sau đại tá Kim vì quá bi quan chán nản ngày ngày uống rượu. Mà bệnh tình ngày càng thêm nặng. Cuối cùng bệnh tình của anh cũng bị người khác phát hiện. Và anh ấy cũng đã từ chức trở thành một người nhàn rỗi. Trước đây những người vây quanh anh ta để xu nịnh. Bây giờ đều là những kẻ cười nhạo anh ấy. Đến Hồ Jin trước mặt Ga Hin cũng cười nhạo đại tá Kim. Nói anh ấy giờ coi như bỏ. Chả là gì cả. Tiền đồ giờ đã hoàn toàn mờ mịt. Ga Hin nghe thế rất đau lòng. Cô ấy biết đại tá Kim thành như bây giờ đều là do mình. Cô ấy yêu cầu Hồ Jin ngậm miệng lại. Đừng có thấy người ta gặp nạn mà vui mừng. Đúng vào lúc này vợ của đại tá Kim bỗng nhiên thông báo cho anh một tin tức. Anh ấy đã được thăng chức. Vốn đang là thiếu úy giờ thăng chức thành trung tướng. Nói rằng do năm đó anh đã báo cáo tin tức cho Tổng thống. Tổng thống đã có ấn tượng sâu sắc, được ông ấy đích thân cân nhắc để bạt lên làm tướng quân. Tất cả mọi người lại trở lại vây quanh đại tá Kim. Chúc mừng anh thăng chức. Lúc này chị Ly đứng lên thông báo tin tốt thứ hai. Cô mang thai rồi. Nghe xong tin này đại tá Kim có chút kinh ngạc. Sau đó lập tức nhìn về phía Ga Hin. Ga Hin cũng biểu hiện vẻ ngỡ ngàng. Nhưng cũng không làm gì, chỉ lặng lẽ cầm cốc rượu lên nốc cạn. Rất nhanh sau đó mọi người đều đã uống say. Đại tá Kim cũng vậy. Anh ấy lảo đảo đi tìm Ga Hin đang ngồi một mình nướng thịt bên ngoài. Đại tá Kim nói mình đã nói với Hồ Jin, bảo anh ta đi cùng mình đến Seoul. Cho anh ta làm phó quan.
Ga-hin vừa nghe đã hiểu dụng ý của anh. Cô ấy nói nhưng cô sẽ không đi Seoul đâu. Bởi vì nếu đến đó cô sẽ lại gặp anh. Đại tá Kim có chút hốt hoảng nói thế bọn họ không gặp nhau là được rồi. Ga-hin cúi đầu nói một cách lãnh đạm cô đã nói là sẽ không gặp anh nữa. Đại tá Kim lúc này thực sự hốt hoảng. Anh không biết nên làm gì. Anh muốn tiến lên kéo cô lại. Nhưng bị Ga-hin hất tay ra chạy vào bên trong. Đại tá Kim hoàn toàn sụp đổ. Tình yêu đã làm cho anh hoàn toàn mất lý trí. Làm đầu óc anh mù mịt. Anh lao vào trong phòng. Tóm lấy vai của Ga-hin. Trước mặt tất cả mọi người chất vấn cô. Tại sao cô lại như thế? Tại sao cô làm anh yêu cô? Giờ này cô lại nói không gặp anh nữa. Thì anh phải làm thế nào? Và thế là mọi việc của đại tá Kim và Ga-hin mọi người đều biết hết. Căn phòng trở nên hỗn loạn. Chỉ có chị Ly đáng thương của chúng ta thì ngây ngô đứng đó rơi lệ. Cứ đứng tại đó, không động đậy. Sau đó tư lệnh nhạc phụ đại nhân của đại tá Kim tìm anh. Ông ấy rất tức giận, nhưng cũng cảm thấy rất bất lực. Ông ấy điều đại tá Kim đi sang bên Việt Nam một thời gian. Đợi cho mọi chuyện lắng xuống thì về. Đến lúc đó mới nhận chức trung tướng. Đại tá Kim cúi đầu không nói gì. Không lâu sau đó anh lại đến tìm Ga-hin. Hỏi cô có phải đã từng yêu anh hay không? Ga-hin gật đầu. Thế còn bây giờ em còn yêu anh không? Ga-hin vừa khóc vừa nói còn yêu. Đại tá Kim khóc vì cảm thấy được an ủi. Anh nói anh biết bên Việt Nam có một bãi biển. Ở đó hoang vu không có người. Anh tính đưa cô ấy cùng mình đến đó. Ga-hin không trả lời. Đại tá Kim vội vàng nói. Cô không phải trả lời anh ngay đâu. Đợi anh sau khi qua đó. Anh sẽ viết thư cho cô. Cô hãy suy nghĩ cho kỹ. Đến lúc đó anh sẽ đưa em qua sau. Nhưng Ga-hin lại nói. Cô chưa yêu anh đến mức có thể vứt bỏ thứ. Ồ thế à, sao em không nói sớm? Nhưng nếu anh không nhìn thấy cô, anh thực sự không thể sống tiếp được. Anh đấm mạnh vào ngực mà nói. Ở đây cứ tắc nghẹn đến mức không thở được. Nói rồi đại tá Kim lấy ra khẩu súng hướng về trái tim mình. Bắn bùm một phát. Phát súng đó rất quyết liệt dứt khoát, không chút do dự. Anh có thể bỏ cả thế giới để yêu cô. Cô lại nói như thế vẫn chưa đủ. Anh đem cả mạng sống cho cô. Cô lại nói yêu vẫn chưa đủ. Vừa ngoảnh mặt thời gian 2 năm đã qua đi. Ga-hin cuối cùng cũng đã trở thành phu nhân của quan chức cấp cao. Ngày hôm đó có một binh sĩ đến tìm cô ấy. Người ấy đưa cho cô một bức ảnh chụp chung của cô và đại tá Kim. Rồi hỏi cô người này cô có quen không? Bọn họ gặp anh ấy trên chiến trận bên Việt Nam. Anh ấy đã giúp quân đội của bọn họ rất nhiều. Nhưng lúc lâm trận đã hy sinh. Không ai biết thân phận của anh ấy. Chỉ là ở ngực áo anh ấy tìm được bức ảnh này. Thì ra năm đó phát súng đó, đại tá Kim chưa bắn trúng tim. Sau khi vết thương lành, anh liền một mình đi đến Việt Nam. Không lâu trước đây, khi anh ta dẫn đường cho quân đội Hàn Quốc đã không may bị trúng đạn tử vong. Trước khi chết binh sĩ đã giúp đại tá Kim lấy từ trong túi áo ra bức ảnh này. Sau đó anh ấy nhìn bức ảnh mỉm cười và rời khỏi trần thế. Và trên cánh tay anh ấy còn xăm ba chữ Jong Ga-hin. Đó chính là Ga-hin đã từng thuận miệng nói ra một câu. Cô ấy muốn đem tên mình khắc lên cánh tay của đại tá Kim. Có như thế đại tá Kim cả cuộc đời này sẽ không bao giờ quên tên của cô ấy. Ga-hin nghe thấy thế liền khóc không thành tiếng. Cô nhìn bức ảnh nước mắt giàn giụa. Và đằng sau bức còn có chữ tình yêu duy nhất của tôi. Đến đây thì bộ phim thực sự kết thúc rồi. Các bạn cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào hãy chia sẻ cảm nhận của mình ở phía dưới phần bình luận nha. Cảm ơn các bạn đã xem video và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Bye bye!